Điểm mới đó cả nhà, chưa thấy cái ụt nữa cả nhà, nay trống nhiều quá chưa thấy cái ụt. Nhà người ta có người ta kêu trái giác rồi, có người ta kêu trái nho gừng nè cả nhà, cái này ngâm rượu uống cũng ngon cả nhà. Đó, ta kêu nho gừng đó cả nhà, ngâm rượu uống. Đó cả nhà thấy đùm đùm không, đẹp ghê không, leo trên cây sung đó cả nhà. Có đùm này đẹp nè, đùm này chín nè cả nhà, có mấy con chim cu xanh hay là mấy con chim kia nó cũng khoái ăn đó cả nhà. Đó đẹp ghê không, ngóc hết trơn. Đó nguyên một đùm nè. Đó cả nhà thấy không, đã này gặp trái cây ăn thì thôi khỏi chê luôn, thiện ăn nội sai thiện về. Đó cả nhà, thì để mới cá ụt ngoài xa không cả nhà, cá khôn quá. Bự mà hay dữ rồi, hay quá rồi. Cốc bữa nay bự bự không em, ba bốn tay, ba bốn tay không con không gỡ không ba gỡ đi. Nhà nó móc vô đây, nhà nó móc ra mép trên đó, mép dưới sảy luôn rồi. Ừ, lỡ giờ quên, ê quan, biết móc mồi không? Này tới mập sát cá rồi, từ 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 từ, đó. Bữa nay không có con đỏ. Cóc bành bành nè. Bữa nay không có con đỏ, có con đỏ là mập suốt liền. Mập té liền hả? Ừ, bây giờ này nó đóng chỗ không ha? Mập đó không lại con đỏ. Hay quá. Không có ai thì mập nhất. Gô, dở lên luôn. Ừ, người ta quay phim cho nổi à. Đâu? Nguyên mà, nguyên cao thủ mà bo mà. Cái rảnh hả? Hay mày Vinh? Rảnh. Mang xe cái rảnh ăn dữ lắm. Rồi. Con cá ăn cái gỡ mắt tiêu luôn chạy. Này dảnh cốc cốc chứ nào đây, chà bá không vậy. Ở này nó bự cái đó rồi, này lẹ rồi ơi. Này thả về sân chơi đi. Này cỡ đó rồi, này nhanh thiệt. Dính rồi. Câu lẹ lên Google mua gì ta, thu mua 10 kg rồi. Dảnh nữa. 10 kg gãy chằng lại luôn. Hồ dảnh này bự ha. Gỡ xích vô nó nhảy xuống á mà nghỉ ăn luôn á. Không quay, không quay. Nè, quấn rồi. Đấy mình, đấy mình. Dính không? Không. Lo rớt cần lo rớt cùng giờ giật hụt nhịp là xảy à. Còn mạnh lên dính cái bự rồi đó. Dảnh con mình chặt mía rồi lại rồi. Ờ, nó lộn kia trắng sát kia kìa. Nó xe nguyên đi, xe mình xịp thôi. Không biết nó bắt lên được. Mày Vinh hồi cuối lắm. Trời, con này trứng không nè. Con này trứng không luôn á. Đẻ muộn rồi, mấy con nó đẻ muộn cuối tháng 6 luôn, đẻ có khi đầu tháng 7 luôn á. Chắc trứng nữa không chừng mồi cuối đại lại giờ. Tao quay bụng anh coi. Con này trứng, trứng không ba ơi, trứng. Chụp cho nó bà hết chụp. Ôi đi chào cha ai bắt cha khu. Hồi lãi. Nó lên nó đâu lên trên này đâu. Nó rút ở dưới á. Lẹ đi, nó còn đưa cái đuôi dưới kìa, nè kìa nè, nó nè. Nó đưa kìa.
chú căng căng vòng vòng đó, nó vòng vòng đó đó. Địa điểm mới phong thủy. Phong thủy mới hả? Khoái, thấy vậy khoái. Ục dở lắm. Dở. Rồi dính cá bự luôn mới ghê chứ, mới xuống à. Quá trời ục. Ủa, ục gần gần nha. Địa điểm mới, San Hugo. Dính chưa? Dính rồi, dính rồi. Dây chạy rồi. Dây hụt luôn hả? Ờ, dính rồi hả? Rồi. Kỳ vậy? Nãy còn cáp không? Cảo lên luôn, cỡ con em vậy. Nhỏ hơn con em nữa. Rồi khỏi bỏ nó luôn đây nè, bên đây nè, bên đó kiến. Bỏ lại đi, bên đó kiến không. Mau đen dữ trời. Có hàng là được rồi, mừng rồi. Có dính là vui rồi. Ở đâu vậy? Rồi sấy luôn rồi. Trời ơi như không. Đóng dính là bà ơi, sang tay mới vụt á. Lên luôn. Nhỏ không. Đen dở đó. Sao cá này dính ngộ hả? Có bè là vui rồi. Đã bắt Hugo rồi sao chưa thấy cá nhỏ không? Trời ơi có Hugo. Ừ, ngay đó nữa, lên bè nữa, ăn trên tay không? Cởi đi. Cũng vòng vòng quá đó chứ đâu mà. Cô Phi này mấy lạng ta? Ú dữ vậy? Êm à. Bột ở dưới hả? Hay để bịch? Bột dưới cột á. Thì xuống thăm coi. Đứng 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 từ từ nha, nhìn tét mỏ nữa đó. Kìa chạy vô luôn kìa. Ờ con cỡ một à. Giật lên luôn. Ờ cũng bự á. Ôi ú ơi. Trời 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 trời. Ghét thì nói nha, chúng ta chưa lên hàng nha. Cỡ mình lý ra. Thì em nó không đứt mà nó nói chứ. Nè. Con cá này nó không có kỳ trên ba ơi, vậy con cá này có tặc nè, vậy anh có xui rồi.
hết mớm rồi đó. Dục đại đấy, dục bài kìa, đừng dục gần gần đi, không thấy đạp thấy cha luôn. Cái thằng tuổi đó. Ủa gì bài tưởng cận của anh Phương mà. Bự rồi. Con này nướng là được rồi đó, đủ gần ăn rồi đó. Cận cá lên nãy ông nội ơi. Cá chê. Cá chê. Chí vàng. Lấy cái vợt, lấy cái vợt. Chí vàng, ủa nay chí vàng vàng tươi luôn. Chí vàng, chí vàng. Im nè. Chị mình. Hả? Ủa tao uống cơm mà. Cơm mày quá chua. Chí vàng. Thằng này không được nửa ký đâu. Không hả? Không phải hả? Đây. Đây con này nửa ký hả? Không tới. Đó. 4 gram à. Không tới 4 gram. Cái này. À, đứa nhau này em ăn cái vậu. Cái này hay dữ ta. Quýnh mực cơm ăn cái chê luôn hả? Ăn quậy. Cái này chỉ sao nó kiểu kỳ kỳ á. Rồi bữa nay cái ăn cái chê rồi. Mơ ngủ má lấy chồng con cái chê mới được. Ấy còn chuyện thì chê. Cắn ngay hỏi nha. Vậy cắn mọi thứ. Giọng mày cắn này đó. Nấu chè ngon hơn chứ. Tuổi đi kiếm. Nó cần Huy Từ á. Má cả mặt ghê chứ gì. Con này chắc hơn 4 lạng quá. Cỡ 4-5 gram. Hả? 4-500 là 900 gram đó ông nội. Khô nướng mía. Để nó thấp nghe than này không đủ than rồi nè. Nướng từ từ tới. Nhưng mà không đủ đó. Không được rồi. Còn ngồi tháng chứ mới bánh kem. Mới quýt cho bạch xả mồi đó mẹ. Xả mồi, xả mồi. Đem lại mồi món, món. Vô mồi món. Đây. Mấy cảnh, có mấy cảnh. Hai cục. Hai cục. Muốn ở đây không? Nãy giờ ai cũng tao đâu phút. Ủa? Ra vừa, nãy dữ rồi.